xin chào các bạn đã quay trở lại kênh của mình hôm nay chúng ta lại tiếp tục về cái series đó là những cập nhật mới của ngày thứ năm hôm nay bản tiếng trung đã có một số cập nhật như sau đầu tiên đó là cập nhật thêm một pokemon mới pokemon hệ rồng với cả hệ bay đó chính là antaria một pokemon với tổng chỉ số có 490 thôi tất cả các chỉ số đều ở mức trung bình và pokemon này sẽ ra mắt không biết là trong cái sự kiện đặc biệt nó hay không bởi vì sắp tới đến tuần sau thì phải thì bản tiếng trung sẽ ra mắt kiểu dạng như là cái sự kiện Uh, đấu giá của S cộng đó là Zarude rồi bóng tối với cả hệ cỏ rồi này và đi kèm với nó sẽ là một Pokemon nó cũng là hệ bóng tối đó chính là con Gulot này thì với việc đó là ra cái con um, Antaria này thì chưa biết là nhằm mục đích là ở trong cái sự kiện nào cả một cập nhật kế tiếp đó là hôm nay đã cập nhật thêm uh, Zmu của một số Pokemon uh, bậc SS về S cộng này ví dụ như là Mega Tianxi đã mở đến cái Zmu cuối cùng đó là Zmu 8/8 /8 này. Và cả con Ramon Kyo cũng mở luôn đến 8/8 /8 này. Nói chung là coi như mở gần hết các Pokemon trong này là lên 8/8 /8 rồi. Một cập nhật kế tiếp đó là về phần các cái vật tổ như thế này. Vật tổ thì bây giờ đã có thêm một số cái mới nữa. Rồi nhân nâng cấp đến tầm 200 điểm này. hay nâng cấp đến tầm đó là 200 điểm của hai cái đầu tiên. 250 điểm cái cái thứ ba và cái thứ tư thì các bạn có sẽ có thêm một số cái chỉ số nữa còn đâu mà nâng cấp lên cái thứ 5 và một số cái khác thì hiện tại bây giờ mình chưa chưa mở ra được cho đó vẫn chưa thể review được này một cập nhật kế tiếp đó là ở cái shop đấu trường Gùi lên server thì cái shop bây giờ đã cập nhật thêm một cái món đồ mới đó chính là một cái danh hiệu mới danh hiệu này thì các bạn phải đấu ở trong này có điểm và mua với nó với 36.000 và cái danh hiệu các bạn nhìn thấy đây nó sẽ cộng thêm 120 song công này và vừa rồi vừa cập nhật thêm đó là vip 20 thì có thêm một cái danh hiệu mới khi các bạn có được cấp vip 20 đó là các bạn cộng thêm được 1% sát thương với cả giảm thương với cả cái danh hiệu như thế này. Một cập nhật kế tiếp là đó là liên quan đến cái ải phiêu lưu đấu bài. Ải phiêu lưu này thì bây giờ cứ một ngày các bạn sẽ được thêm một cái lần ở đi chính thức còn đâu là cái phần test thì các bạn sẽ nhận được đó là 5 lần đi mỗi ngày, mỗi thế thôi. Hôm nay thì cũng không có cập nhật gì mới tinh gì cả Đến tuần sau thì bản tiếng Trung sẽ có cái sự kiện đấu giá Của con dao đe rồi này Thì chắc là Một hai hôm tới nữa thôi là sẽ có Bộ skill ở server test dành cho con dao đe Lúc đó thì mình sẽ giới thiệu trước Chuyển các bản tiếng Anh thì mình Chưa biết là bản tiếng Anh đã cập nhật thêm những gì mới gì cả Và chỉ biết là ngày mai là sẽ diễn ra cái sự kiện Red Raw giữa Zikade với cả Sangaleo Thì Cả hai Pokemon S+, này thì account này cũng chưa có và chưa biết là có mở luôn cái skin mới của Son hay chưa. Còn uh, ngày mai bản tiếng Anh cũng sẽ có, đó là cái sự kiện màu thần tài, mình chỉ biết một mỗi, mỗi như vậy thôi. Còn uh, mình ngó xem là có cập nhật cái đánh bài mới chưa thì chưa có hay là cái giải đấu lên server vui cũng chưa có rồi này. Cập nhật thêm đó là Pokemon uh, như Mega mới cũng chưa có luôn, còn đâu có lẽ cập nhật thêm một số cái tính năng khác chẳng hạn này. Và sáng nay thì mình cũng đã làm một cái clip phân tích về uh, S cộng Gigade với cả leo đợt này rồi Thì đợt này chắc là nhiều người sẽ ưu tiên lấy leo nhiều hơn so với cả Gigade Với bản đài thì cũng sẽ rất là ngắn gọn thôi Bởi vì thực chất là mình không chơi bản đài mà đọc cái thông tin là sự kiện ngày mai uh, Ngày mai thì sẽ có cái sự kiện đó là đổi mảnh bậc S này Xong rồi là sự kiện Red Raw giữa con Ianga với con Giratina uh, Tuần này đã đang diễn ra cái sự kiện là uh, Quay thẻ tím này, đến tuần sau là Gachapon và tuần sau nữa là sẽ có S cộng mới trong sự kiện đấu giá đó chính là con Shiny Mega Gengar, còn bản tiếng Anh thì sẽ là con Lulala Cả hai đều ở chủ đi cùng với cả team Ma Và đây chính là cái skin của Son Galeo này, đây là một cái skin mà Ở trong cái đoạt giải đợt vẽ tranh đợt trước à, Tên cái người vẽ tranh có ở trên cái phần này rồi này Còn skin này Nếu bản tiếng Anh mở bán thì sẽ là 99 đô Tăng thêm đó là 5% song thủ với cả 3% tỷ lệ kháng bạo kích. Ngoài ra có bạn hỏi đó là bản tiếng Anh với bản tiếng Trung có liên kết gì với nhau không? Thì là có. Bởi vì các bạn sẽ để ý ở đây. Meloetta nó sẽ có một cái skin. Skin này thì là đây là một người vẽ tranh ở bản tiếng Anh đã đoạt giải. Đây là Jupon này. Còn tiếp theo nữa. Đó là Memetal. Người chơi vẽ tranh ở bản tiếng Anh đã đoạt giải đó đó là Pizilu này thì bản tiếng Anh đợt trước có hai người chúng giải đó là skin của Memeto, skin Meloeta thì đã có ở bản tiếng Trung. Còn còn một cái skin của Dianga nữa thì chưa biết là lúc nào sẽ có. Còn vừa thêm có ba cái skin mới nữa con Asgenda này, con Jex và con Giatina chắc là bản tiếng Trung sẽ chuẩn bị vẽ để mở bán skin thôi. Ok, vậy là clip hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở clip kế tiếp.